Em xin chào tất cả các anh chị, có gì chú bác yêu hoa lan rừng trên cả nước và phiên tối của em nhé. Phiên tối nay em lên cho các anh chị một số vài mặt hàng như sau này. Dọn vườn hàng ra một chút. Đó. Đơn hàng đầu tiên là một cây trâu lá mít cực kỳ đẹp này. Từ chấm mưa ả. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Đơn ba cây mít cực kỳ đẹp như thế này. Bác nào chốt thì này có giá là 220k nhá. Đây là hình đầu tiên này. 220, đây là hình số 1. Sang hình số 2 là một cây trâu lá mít nguyên bản cực kỳ đẹp, cây to nhá, rủ rịt luôn. Cây trâu lá mít nguyên bản rất là nghệ cước, rủ rịt cây đẹp như thế này, 350 này cho các anh chị này về chơi Tết này. Cây này lá mít rụt luôn á, lá dày đẹp luôn, 350. Bắt đầu đón hình số 2 cho em. Sang hình số 3 nhá. Hình số 3 em có mấy cây lá mít này. Mà lá mít giống 100k một cây, hai cây này. Ba cây này. 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này và 8 cây nhé. 8 cây này sẽ có giá là 100k. Vẫn là chốt thì này sẽ có giá là 100k. 8 cây lá mít rất là đẹp. Đây là lô số 3. Lô số 4 là đơn hoàng nhạn, toàn hoàng nhạn lá mít cực kỳ đẹp, sẽ có giá 200k một cây, rất là rụt này. Cây thứ 2 này. Đó, lá mít rụt cực kỳ đẹp luôn, hai cây to này. Cây số 3 này. Đây, bắt đầu chốt 3 cây lá mít to đẹp như thế này sẽ có giá là 200k. Đây là hình số 4. Đây hình số 5 là một cây cho cây nhạn rất là to. Cây nhạn rất là to. Cây này là đó. Cây này là 1, 2 này, 3, 4, 4 cặp rưỡi lá này. Bắt đầu chốt cây này 200k này. 200k, bắt đầu yêu hình số 5. Đây hình số 6, em có cặp nhạn rất là đẹp, có giá là 150k hai cây lá mít. Bắt đầu chốt cặp này 150. Đây là hình số 6 này, cực kỳ đẹp luôn. Hình số 7 là một cây trâu lá mít lá dày cực kỳ đẹp luôn. Đó, cây rất là đẹp không lỗi này, cây này 200k lá siêu dày cực kỳ to đẹp luôn, rụt rịt nhá. Cây này em nói thật rất là rụt này. Lá dày cực kỳ luôn, sọc chỉ rất là rõ nha các bác nhá, sọc chỉ lá to này. Cái gì cũng nói hết, cây rất cầm rất là chắc này, rất là nặng đẹp luôn này. 200k con mít này. Rồi chốt hình 7. Sang hình 8. Hình 8 là đơn quế tím toàn cây to một cây này. Cây rất là to, cây rời này. Cây còn lại mấy cây nguyên bản này, một cây nguyên bản này. Nguyên bản thứ 2, nguyên bản thứ 3, nguyên bản thứ 4 này. Đó, 4 khúc nguyên bản và một cây rời đây này, bắt đầu chốt em để giá 120 này. 120 đơn quế tím to này nhá. Bắt đầu chốt hình 8 nhá. Sang hình 9 là em có hai cây to. Một cây này, đang có quả này, rất là đẹp, làm ít dày đẹp luôn, đang có quả. Hai cây, bắt đầu chốt cặp này em để giá cho các bác 200k. 200k. 200k, đơn rất là đẹp. Con này chốt hình 9. Đây. Đây là hình 9 nhá, cực kỳ đẹp luôn. Sang hình 10. Hình 10 này. Đó, một cây này, đang có quả luôn, rất là đẹp. Hai cây này, cây này cây lá kim này rất là đẹp, hai cây rất là đẹp luôn. Đó, hai cây này 200k. Đây là hình số 10. Hình 11 là một cây lá mít, lá to đẹp luôn, 200k này, lá rất là to rụt rịt này. Cực kỳ đẹp luôn này, lá to này. Chốt cây này là 200k. 200k đây này nhá. Đây là hình 11. Sau hình 12 là một cây trâu to. Cây này là cây thân dừa cực kỳ đẹp luôn, cây to nhá. Nó là chốt cây này 250 cho em này, cây to này. Thân dừa cực kỳ đẹp luôn. Đó, 250 cây này nhá. Nó là chốt cây này 250 cho em này, cây to đẹp luôn này. 250. Nó là chốt thì này 250 cho em. Đây là hình 12. Sau hình 13, cặp này có giá là 250 này. Cặp hoàng nhạn là một gốc 2 cây này. Rất là đẹp luôn, lá mít này. Gốc 2 cây lá mít. Cả cái lá này bị xem lá một xíu nhưng mà không sao đâu các bác nhé. Đây, cặp này cây thứ 2 này. Đó, cây thứ 2 này em tính cây to thôi, cây nhỏ là em không tính đâu nha. Tại vì cây nhỏ là em không tính này. Bắt đầu chốt cặp này 250 cho em này. 250 hai cặp to này. Nhưng mà chốt hình này, hình 13, 250. Hình 14, là hình cuối cùng. Rồi có giá là 200k, hai cây lá mít nguyên bản cực kỳ đẹp, hai cây to này. 200k đây là hình cuối cùng, hai cây lá mít rất là chất luôn, đẹp luôn, lá dày luôn nha. Đây là hình cuối cùng của phiên tối nay. Các anh chị có gì chú bác nào mà chốt thì nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Em xin chào tất cả các bác.